Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra tại Maryland, Quy Nhơn. Đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2023 tại Maryland, Quy Nhơn, với phần trình diễn của 40 cô gái tài năng, xinh đẹp. Ngày 10 tháng 7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã diễn ra lễ công bố vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Theo ban tổ chức, trải qua nhiều vòng thi hấp dẫn, các màn trình diễn ấn tượng, 40 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn bước vào các vòng thi phụ tại vòng chung kết toàn quốc. 16 người đẹp nhân ái đã tham gia chuỗi hoạt động như Nữ chiến binh Hồng, Nụ cười cho em, Phiên chợ tử tế và Tiết lửa yêu thương. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm đông đảo và sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả, công chúng. Ngoài ra, vòng thi Head to Head Challenge đã thu hút được nhiều sự chú ý nhờ sự đổi mới format mục một tiệm cận với phiên bản quốc tế. Các khán giả có cơ hội hiểu hơn về thí sinh qua những câu chuyện về cuộc đời, quá trình lớn lên và hành trình đến với cuộc thi Miss của Việt Nam 2023. Ban tổ chức đã công bố nhiều hoạt động thú vị như Người đẹp thể thao, Đêm hội thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest. Lịch trình vòng chung kết Miss Việt Nam 2023 còn có các hoạt động ý nghĩa gắn liền với lịch trình cuộc thi để góp phần quảng bá du lịch tỉnh Bình Định. Xuất hiện tại lễ công bố vòng chung kết Miss Việt Nam 2023, dàn mỹ nhân khiến phán sắc đẹp không khỏi trầm trồ vì diện mạo lộng lẫy, gợi cảm. Quy tụ tại sự kiện chiều ngày 10 tháng 7 có các hoa hậu Mai Phương, Bảo Ngọc, Tiểu Vi, Thanh Thủy, Thiên Ân và các á hậu Luna Kiều Loan, Phương Nhi, Thùy Linh, Ngọc Hằng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định nhấn mạnh, thông qua cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, hình ảnh về quê hương, con người Bình Định được biết đến nhiều hơn, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Tỉnh Bình Định cam kết sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc thi thành công tốt đẹp. Đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2023 tại Maryland, Quy Nhơn.